do virus corona gây ra đó, thì mấy đứa bé nó không có đến trường, ở nhà thì nó chơi điện thoại suốt à. Mình làm cái đồ chơi dân gian cho nó chơi là làm chôm chống lá dừa nha. Chôm chống lá dừa nguyên liệu thì đơn giản thôi, một cái miếng lá dừa, miếng lá dừa mình cắt một miếng thôi, miếng lá dừa nè, miếng lá dừa với một cái cây cây sậy, rồi dao kéo. Đó, nguyên liệu chỉ có bấy nhiêu đó thôi. Giờ mình tiến hành làm nha. Đầu tiên mình thắt cái chôm chống. Trước tiên mình tước lá dừa ra. À, lá dừa mình tước ra cái sấm dừa. Tước cái sấm dừa ra. Cái này mình không bỏ nha, cái này là chút nữa mình làm còn tận dụng tới nó đó. Đầu tiên là mình thắt cái chôm chống. Đây là hai cái lá dừa mình xé cho nó bự bằng nhau nha. Này bự quá mình xé nhỏ lên chút cho dễ làm. Hai bự mình xé cho nó nhỏ lại thôi, cái này thôi. Rồi, hai cái tờ lá dừa. Đó, giờ bắt đầu mình thắt ra tiến hành thắt nha, thắt chôm chống. Thì để miếng trên, một miếng nó nằm ở trên, miếng nằm ở dưới. Đó, như thế này đây. Rồi miếng dưới mình miếng lấy miếng dưới nha. Để đây cho các bạn dễ quan sát nè. Lấy miếng dưới đây. Cho nó qua bên đây. Đó. Rồi miếng này mình cho nó đây. Vậy để cho mình dễ quan sát nha. Rồi mình lấy cái này nè, mình thọc vô đây, xỏ vô. Đó, xỏ vô đây. Bên đây nè lại nha. Bên đây cũng vậy. Đây nè, mình lấy mình xỏ vô đây. Đó. Đó, mình rút lại cho nó đây gì đây. Mình rút lại. Đó, rút lại thành cái chôm chống. Đây nè, mình được cái chôm chống như thế này đây. Đó, cái chôm chống. Rồi, mình cố định lại cho nó chắc nha. Để mình bóp cho nó đừng nó bị chạy cái lỏng lên nữa, cho nó bóp hơi là đừng bóp mạnh quá. Rồi mình cắt cánh. Cắt cái cánh trên khoảng cục thôi, khoảng 3 da đây thôi. Cắt cái cánh chôm chống nè, cắt cục lại thôi, dài quá cũng không, nó chỉ yếu lắm. Mình đo nha, mình đo khoảng bay độ dài của cánh đó, mình làm cho nó bằng, cái cánh nó bằng nhau. Đó, độ dài của cánh là 3 da đây đó. Rồi mình tiến hành cắt nha, cắt cái cánh cho nó bằng nhau. Hai cánh. Đó, cánh thứ ba. Cánh thứ tư. Rồi các cắt bốn cánh bằng nhau. Đó, xong cái chôm chống rồi đó. Bước tiếp theo nữa, mình làm cái tay cầm chôm chống nha. Đây cây sậy nè, cây sậy mình mới đốn ở ngoài vườn á. Cây sậy bóc vỏ ra, mình lựa đoạn nào thẳng đi. Cái này có hai lóng này thẳng nè, mình làm hai lóng thôi, dài quá. Mình bỏ đoạn này nha, mình bỏ mình lấy hai cái lóng này nó thẳng nè. Đó, cắt khéo khéo đừng cho nó giật ống nè. Cắt ra. Đó, mình được cái tay cầm có chôm chống. Đó, gây sẵn có lỗ nè. Rồi mình được xong rồi, theo mình làm cái cây nha. Cây để mình xuyên qua cái chôm chống đó, cho nó quay đó. Mình lấy cái sóng dừa nãy mình bỏ đó, mình đo một khúc thôi. Rồi, để mình vuốt cho nó bóng đi cái cây, để nó quay cho nó dễ. Cây này mình cắt nó nhọn nha, để mình đâm xuyên qua chôm chống cho dễ nha. Mình cắt nó nhọn, nó nhọn. Rồi, để mình cắt thêm một cái miếng lót điểm để cho chôm chống quay được nhanh hơn đó. Rồi, chuẩn bị mình xuyên qua chôm chống nha. Mình thấy mình nhiều đây. Rồi, mình lấy cây đó mình xuyên ở giữa chôm chống đó. Mình xuyên từ trước ra sau. Xuyên một lỗ. Xuyên ra phía sau. Xuyên vào cái miếng lót này luôn. Đó. Như vậy. Mình xong chôm chống rồi đó. Gắn vô cái này. Rồi, giờ mình đã vừa hoàn thành cái chôm chống bằng lá dừa. Giờ mình đi thử coi chôm chống này nó chạy thế nào nha. Rồi mình ra quạt gió mình thử chứ đi. Rồi. Bây giờ trời chưa có gió. Minh Nhật là chơi ở cây quạt gió. Đó, bắt quạt gió lên rồi để cho chôm chống nó quay chơi vậy đó.
Chiều có gió là cha con mình đi ra ngoài chơi giông trống sau nha. Bây giờ là trời sắp có gió rồi đó. Rồi Nhiên đứng đây kìa, là đứng im ngàn cho gió nó thổi hoặc giông trống nó quay ngang. Rồi đó giông trống nó quay đó. Giờ gió nó nhẹ nhẹ à. Đó cây nó cũng rung rinh nhẹ nhẹ à. Nên là không